Xin kính chào cô chú chị đã quay trở lại với kênh review bất động sản thực tế của Thành Len. Hôm nay thì Thành Len xuống thực tế luôn quý anh chị. Một cái đại đô thị mà nằm trong quần thể của đại đô thị ven sông, đó chính là dự án Biên Hòa New City. Quý anh chị có thấy vị trí này là cái ngã tư đẹp không ạ? Và đây là cái trục đường 24m. Quý anh chị thấy lòng đường đẹp không ạ? Rất là rộng quý anh chị nhá. Trục này vỉa hè 5m đó. Và lòng đường thì phải nói là như cái đường bay luôn quý anh chị. Và đây là giao cắt với cái trục đường 30m. Quý anh chị thấy trục đường 30m thì sẽ có con lươn ở giữa và gọi là tiện ích cây cảnh. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ thấy là nhìn thẳng tới thì sân Gôn Long Thành. Đó, nhìn thẳng tới sân Gôn Long Thành nha. Và đây thì là cái trục mà đường vào của dự án. Chúng ta đang thấy một cái đại đô thị rất là đẹp phải không ạ? Và có bảo vệ canh nhá, canh giữ cho bảo vệ tài sản cho mọi người luôn nhá. Và đây, ra đây thì sẽ là ra cái phân khu ven sông, bến du thuyền. Đó. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là được phân bổ rất là đẹp luôn quý anh chị. Với cái dự án này, cái trục này nhá, cái trục mặt này này, mặt 24m này, quý anh chị có biết giá bán bao nhiêu không ạ? Nói ra là quý anh chị sẽ bất ngờ luôn nhá. Tại cái thời điểm tháng 9 năm 2024 quý anh chị, mà giá bán ở đây là từ 2 tỷ 2 một nền cho tới 2 tỷ rưỡi một nền. À, không tính lô góc nhé. Những cái giá này không tính lô góc quý anh chị nhé. Đấy, nền thường. Thì quý anh chị nghĩ là ở đâu có thể mà mua được rẻ như thế này ở Biên Hòa? Nếu mà chúng ta ví dụ như là phường Long Bình, quý anh chị bỏ ra 2 tỷ 2, quý anh chị mua được lô biên nhận chưa có sổ. Và cái đường thì rất là nhỏ. Đó. Và nếu mà chúng ta mua ở Phước Tân ngay vị trí cổng 11 đi, nó cách ở đây một xíu, thì nếu quý chính trị mua 2 tỷ 2, trục đường nó chỉ khoảng 5m và không có gì. Nhưng ở đây, quý chị, 2 tỷ 2 phải nói là rộng thanh thang. Và đây là cái cơ hội mà quý anh chị mua nhá. Mua để đầu tư, mua để định cư. Mà tôi đánh giá cao về cái yếu tố định cư nhá. Tại vì đây là một cái đô thị được nằm trong quần thể của sân Gôn Long Thành. Và ở đây chúng ta có những tiện ích cao cấp do những đại gia nghìn tỷ như là sân Gôn Long Thành này, rồi là khu du lịch sinh thái Trân Tiên này. Thực chất mình nói như thế chứ cái chi phí đánh gôn nó cũng rẻ thôi quý anh chị. Đó, và cái chi phí vé vào cổng của khu du lịch sinh thái Trân Tiên nó cũng rẻ, không có là bao cả. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy gì ạ? Chúng ta sẽ được ăn theo với các cái đại đô thị như là Aqua City này, Inzumi này. Quý anh chị sẽ có được gì ạ? Những cái tiện ích như là shop hao buôn bán các mặt hàng cao cấp này, rồi là chúng ta sẽ có các cái siêu thị, rồi nhà hát, bến du thuyền lớn. Và ở đây trong dự án này luôn nha, với cái giá bán hiện tại bây giờ những cái lô rẻ nhất là từ 16 triệu một mét vuông cho tới 25 triệu một mét vuông thì bến du thuyền đấy. Bến du thuyền thì nếu mà những cái lô mà ở bến du thuyền, gần bến du thuyền ấy, thì nó giá bán sẽ là từ 22 triệu cho đến 30 triệu một mét vuông, mà lại chúng ta lại có view sông nha, bến du thuyền view sông lớn luôn. Như vậy thì cực kỳ rẻ quý anh chị nhé, sẽ không tìm đâu ra cả. Mà dự án này đặc biệt là pháp lý hoàn chỉnh, sổ sẵn tên cá nhân nha quý anh chị. Và trong này quy hoạch sơ đồ dự án đều có trường học, tất cả mọi thứ trong này cũng đầy đủ hết nhá, không thiếu một cái gì. Và đặc biệt hiện tại quý anh chị bây giờ ở đây thì chúng ta đi chợ ở đâu, hiện tại sinh hoạt luôn nhá. Thì các cái trường học của Phước Tân thì chúng ta sẽ sinh hoạt chợ ngay quốc lộ 51 này, ngay chỗ đầu sân Gôn Long Thành thì ngay có chợ đó rồi, chợ Tân Mai rồi. Đó, đi chợ thì chúng ta cũng chỉ khoảng cách là khoảng một cây đấy, mình tính một cây nhưng mà mình nghĩ là chắc cũng không tới đâu đấy, từ đây ra quốc lộ 51 đó. Và ở đây thì sao ạ, hiện tại thì có một điểm yếu thôi, đó chính là dân cư ở đây đang rất là ít. Nhưng nếu chúng ta chờ dân cư đông thì liệu chúng ta có mua được cái mức giá này hay không? Lúc đó nó sẽ lên khoảng 4 tỷ 5 tỷ là bình thường. Nếu như những cái trục này tương lai nhá, thì theo mình đánh giá tiềm năng tăng giá của nó sẽ lên được khoảng 6 tỷ và hơn trở lên. Đấy, 6 tỷ hơn trở lên. Thế thì bây giờ chúng ta đầu tư vào đâu để mà có cái lợi nhuận nhân 3 như thế? Đấy, nhiều lúc chúng ta mua một cái bất động sản 2 tỷ tràng bom chẳng hạn. Đấy, thì cái tiềm năng tăng giá của nó thực sự là có tăng được lên 6 tỷ hay không? Đấy, chúng ta nhìn và chúng ta dự đoán là tương lai có tăng được lên 6 tỷ hay không và khi nào. Nhưng ở đây 10 năm nữa, trong vòng 10 năm lên 6 tỷ chắc chắn nhá. Cái này thì mình chắc chắn thì mình cũng bây giờ cũng chỉ nói bằng miệng thôi, nhưng mà cái câu chuyện bây giờ chúng ta sẽ thấy cái tiềm năng tăng giá của nó, tại sao nó tăng là ở yếu tố đường làm này, đô thị phát triển này. Đó, và giá khu vực được tăng lên thì đây sẽ là những yếu tố mà nó đạt được cái mức giá đấy quý anh chị nhá. Và không nói đâu xa thì năm 2021 sốt đất thì ở đây những cái nền này nó đã lên đến 4 đến 5 tỷ rồi. Đó, 4 đến 5 tỷ rồi. Nhưng mà bây giờ thì có 2 tỷ 2 thôi quý anh chị ạ.
Đó, còn cái việc mà lên 6 tỷ thì chắc chắn rồi, thời gian phát triển và thuế má tất cả mọi thứ nó thay đổi. Thì cái riêng cái khu vực này thì đại đô thị cao cấp hết, giá lên như thế là bình thường quý chị nhá. Còn hiện tại bây giờ tôi sẽ nói cái câu chuyện là những người đang có ít tiền đầu tư hoặc định cư thì đây, 1 tỷ 6 trong này, trong khu này. Đây, trong khu trước mặt quý anh chị nhá, ở đây nhá, khu này và khu này. Đó, thì trong cái khu Hưng Vượng nữa nhá, chúng ta cũng sẽ có 1 tỷ 6. Đó. Thế thì với những cái sản phẩm như những khu này nhá, thì 1 tỷ 6 mà chúng ta đã mua được trong này, có bảo vệ này, rồi đô thị, tất cả mọi thứ dự án thì đạt chuẩn 1 trên 500 rất là tốt thế này. Mà 1 tỷ 6, thế thì bây giờ chúng ta 1 tỷ 6 mua được ở đâu ạ? Chúng ta 1 tỷ 6 chúng ta mua ở Long Thành thì chúng ta chỉ mua được Game Sky World. Đấy, nó cũng rất là tốt nha. Nhưng mà để mà nói cao cấp thì trên này cao cấp hơn. Rồi là 1 tỷ 6 chúng ta mua được ở đâu ạ? Những dự án chưa sổ, còn không mua được ở đâu mà có sổ rồi cả. Đó, và chắc chắn rồi, nếu mà đổi lại Biên Hòa 1 tỷ 6 ở ngoài, quý anh chị sẽ mua được sổ chung. Thậm chí là nếu mà phường Long Bình, quý anh chị mua biên nhận riêng cũng không có, 1 tỷ 6 không có. Đó, thế thì đây là sổ sẵn luôn, quý anh chị có thể vay ngân hàng được. Đó, và đặc biệt là chú ý cho tôi là vay ngân hàng. Ngân hàng thì sẽ định giá từ 50 đến 60% giá trị. Ví dụ như quý anh chị chỉ cần có trong tay khoảng 600 triệu, quý anh chị sở hữu được bất động sản đây rồi quý anh chị nhá. 600, còn lại ngân hàng xử lý. Ok chưa ạ? Và những cái bất động sản lớn hơn thì chúng ta sẽ phải cộng theo cái tỷ lệ phần trăm trong đó nâng lên quý anh chị nhá. Ở đây cũng có những cái sản phẩm khoảng 5 tỷ có, 10 tỷ cũng có luôn. Nhưng mà đó là những cái lô mà 1000 m² quý anh chị nhá. Và hiện tại thì Thành Len đang có những lô giá từ 1 tỷ 6 cho tới những lô 1000 m², 12, 15 tỷ có luôn. Và những lô view bến du thuyền có luôn quý anh chị nhá. Liên hệ Thành Len để sở hữu những bất động sản tại nơi đây. Cảm ơn và chào tạm biệt tất cả mọi người đã xem video này.